chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ống kính CTV số 7 năm 2017 của sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình. Ống kính CTV năm 2017 với nội dung phong phú, cập nhật những thông tin một cách thú vị, hấp dẫn cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đầy hấp dẫn. Chính vì vậy, các đề tài trong chương trình sẽ luôn là những đề tài mới mang ý nghĩa xã hội. Và ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục CTV News. Chặng đường tri thức lần thứ hai. Công dân số và hưởng ứng ngày sử dụng an toàn Internet 2017. Ngày hội gia đình Happy Family Day ở Hà Nội. Địa điểm cho các bạn trẻ nhân ngày 8 tháng 3. Sáng ngày 22 tháng 2 tại Trường Đại học Mỏ Địa chất đã diễn ra Ngày hội sách chặng đường tri thức lần thứ hai. Ngày hội đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ viên chức sinh viên nhà trường và toàn thể cộng đồng. Tại Trường Đại học Mỏ Địa chất tổ chức ngày hội sách chặng đường tri thức lần thứ hai. Ngày hội có không gian trưng bày rộng lớn đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà sách, công ty lớn và uy tín trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đó là sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên nhà trường và các trường đại học cao đẳng khu vực lân cận. Cũng ngay tại hội sách, hàng trăm cuốn sách, giáo trình được viết bởi các nhà khoa học đầu ngành, các cán bộ, giảng viên nhà trường đã được dành tặng cho sinh viên. Những cuốn sách này đều được các tác giả ký tặng và trao tận tay cho những sinh viên tới tham dự hội sách. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực và thực chất nhất nhằm thực hiện khẩu hiệu hành động tất cả vì sinh viên, và đây cũng là tiền đề cho việc tổ chức ngày hội sách truyền thống của địa trường trong những năm tiếp theo. Sáng ngày 22 tháng 2 tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam và Quỹ SECDI tổ chức tọa đàm về công dân số và hưởng ứng ngày sử dụng an toàn Internet 2017. Sáng ngày 22 tháng 2 tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam và Quỹ SECDI tổ chức tọa đàm về công dân số và hưởng ứng ngày sử dụng an toàn Internet 2017. Tọa đàm thu hút được nhiều đại biểu trong và ngoài nước tới dự. Tọa đàm về công dân số và hưởng ứng ngày sử dụng an toàn Internet 2017 được bắt nguồn từ hoạt động Ngày an toàn sử dụng Internet Safe Internet Day. Đây là một hoạt động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về sử dụng an toàn Internet. Sự kiện hàng năm được khởi động tại châu Âu vào năm 2004 và tới năm 2016 đã có 120 quốc gia tham gia hưởng ứng sự kiện này. Vào năm 2015, SID đã bắt đầu thảo luận tại Việt Nam để tăng cường nhận thức về an toàn và cư xử đúng mực trên Internet. Mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới là phải tăng tỷ lệ người dùng Internet lên mức 80-90% dân số, ngang bằng với các nước phát triển hiện nay. Internet được mở rộng tới mọi người dân. Ngày 25 tháng 2, Sheraton Wedding Workshop 5 với tên gọi Ngày hội gia đình Happy Family Day đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện hàng năm dành cho các bạn trẻ và gia đình. Tới dự sự kiện có đông đảo khách mời và chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi đến từ VOV. Sự kiện lần này nói đến chủ đề rất đáng quan tâm với mỗi gia đình trong thời đại số hiện nay. Ai là người bạn đích thực của con, cha mẹ hay công nghệ? Buổi trò chuyện diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi và được khép lại bằng tiết mục ảo thuật dành cho các bé. Sắp tới là ngày 8 tháng 3, quý vị và các bạn đã có kế hoạch đi đâu chưa? Nếu chưa thì những địa điểm dưới đây sẽ là những gợi ý để quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đưa mẹ, vợ yêu, bạn gái đến địa điểm vui chơi ngày 8 tháng 3 sẽ là cách để bạn thể hiện tình cảm của mình đến những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời và góp phần tạo nên một ngày lễ vô cùng ấn tượng và nhiều kỷ niệm. Thung lũng Hoa Hồ Tây là một điểm đến khá lý tưởng và lãng mạn cho các bạn trẻ cũng như chị em. Nằm cạnh Hồ Tây xinh đẹp nơi đây, vốn là một đầm sen được cải tạo lại thành vườn hoa phục vụ nhu cầu chụp ảnh quanh năm. Tại đây bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều loài hoa, cũng như thả hồn cùng những góc chụp mang đậm nét thiên nhiên. Đây giống như thiên đường của những loài hoa, đặc biệt vào dịp cuối năm. Thung lũng Hoa Hồ Tây trồng rất nhiều loài hoa như hoa hướng dương, hoa cánh bướm, hoa túy điệp, đảm bảo cho bạn có những bức ảnh lung linh bên những cánh hoa tươi thắm. Rạp chiếu phim là nơi hẹn hò không bao giờ lỗi thời của các cặp đôi đang yêu, lựa chọn những bộ phim yêu thích để được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc như lãng mạn, vui vẻ hay thậm chí là phiêu lưu kỳ thú cùng người yêu sẽ thật tuyệt vời trong ngày 8 tháng 3.
Thưa quý vị và các bạn, những người phụ nữ luôn là đề tài muôn thuở từ xưa đến nay. Cũng nói về những người phụ nữ ấy, nhưng ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem phóng sự về những người phụ nữ bán hàng rong chở đầy những nét xưa của Hà Thành. Những người phụ nữ mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đường phố Hà Nội. Sự ồn ào, tấp nập của đô thị là thế, nhưng không biết từ bao giờ người Hà Nội đã quen với những người phụ nữ bán hàng rong, từ hoa quả, bánh trái và ngay cả những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Những người phụ nữ hàng rong ấy đã là phần nào những gì thân thuộc, thân quen nhất đối với người Hà Nội. Chúng tôi gặp cô Thủy đang rong ruổi cùng với chiếc xe đạp chở đầy cam. Người phụ nữ ấy nhiều năm qua vẫn miệt mài với công việc hàng rong cho cuộc sống mưu sinh của mình. Làm nghề này đâu chị ạ? Được 15 rồi. Rồi. Cô đi mua hàng thì từ 3 giờ sáng mà hôm nào bán hết thì đến 10 giờ đêm mới về. Cũng như cô Thủy, có rất nhiều những người phụ nữ bán hàng rong khác, hàng ngày thức khuya, dậy sớm, vượt đường xá xa xôi với công việc của mình. Cùng với đó là những chiếc xe, những đòn gánh chất đầy hoa, đầy quả, đầy bánh trái, chứa đầy nét đẹp bình dị từ xưa đến nay của Hà Nội. Những người phụ nữ với làn da rám nắng, khắc khổ ấy là hiện thân cho những gì cổ xưa nhất. Đi bán hoa rong này cũng được, kiểu ngày trước thì tôi cũng bán hoa quả. Thế nhưng mà cô thấy hoa quả này bán nó cũng không mấy lắm, thế bây giờ cô chuyển sang nghề hoa. Vất vả là thế, nhưng có đôi lúc những người phụ nữ ấy cũng nhận được niềm vui riêng trong công việc của mình. Cháu nó ví dụ như mua của cô 2 bông hoa chẳng hạn. Cũng có lần cô bán cho nó 1 bông hoa, xong nó bảo nó mua 2 bông. Lúc xong là bà thôi cháu tăng cô 1 bông. Những gánh hàng rong vẫn rong ruổi đầy đó khắp ngõ ngách Hà Nội. Những người phụ nữ ấy vẫn chở những nét đẹp bình dị vốn có một thời của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, hát văn từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến với lớp học hát chầu văn của nghệ sĩ trẻ Tô Minh Cường, một người luôn giữ gìn và truyền lại niềm đam mê chầu văn cho mọi người. Sau những giờ làm việc bận rộn, các học viên này lại tìm đến với lớp học hát văn của nghệ sĩ Minh Cường. Không giáo án, không sách vở, những bài giảng của nghệ sĩ Minh Cường hoàn toàn theo phương thức truyền miệng. Đối với người hát văn thì phải nói là ngay từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với hát chầu văn. Tại vì còn bé rất thích xem hát văn hầu đồng, tại vì ở gần chùa mà gần chiền. Thực sự như là ngày hôm nay hát văn đã được, nó có một cái vị trí rất là cao đấy trong đời sống con người. Không chỉ đời sống tâm linh của người Việt Nam nói riêng và đời sống con người nói chung, thế hệ trẻ ngày nay cần phải bảo tồn nghệ thuật văn hóa này là thông qua sự tìm hiểu, đón nhận, giữ gìn những giá trị của cha ông để lại. Ra nhà mắt phượng sáng long lanh. Thế rồi từng câu hát, tiếng đàn, từng nhịp phách ngấm dần vào họ từ lúc nào không hay. Bằng tấm lòng của chàng nghệ sĩ trẻ và niềm đam mê của những học viên này, từ những bài học vỡ lòng ấy, lớp học đã giúp cho nhiều học viên thêm hiểu và cảm thấy yêu hơn nghệ thuật hát văn, một bộ môn nghệ thuật dân tộc làm mê đắm lòng người. Quán thấp lầu cao. Những làn điệu hát văn ngày càng đến với đông đảo công chúng hơn. Hy vọng rằng nghệ thuật hát văn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Trong cuộc sống, không phải ai sinh ra cũng có một cơ thể khỏe mạnh và một cuộc sống bình thường. Tuy không may mắn được bình thường như bao người khác, nhưng chị lại có một nghị lực vươn lên đáng khâm phục. Chị là ai? Và chúng ta hãy cùng xem phóng sự ngay sau đây. Tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, có một trung tâm dạy và đào tạo nghề vô cùng đặc biệt. Đó là trung tâm dạy nghề và đào tạo làm việc thương thương. Tại đây, có những con người thiệt thòi, bất hạnh, bị khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng có ý chí, nghị lực phi thường, nỗ lực vượt khó. Chị Hoàng Thị Xím mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, cơ thể yếu ớt, đi lại vô cùng khó khăn, là một tấm gương điển hình. Không muốn là gánh nặng cho gia đình, chị đã xin bố mẹ cho đi học nghề.
tìm cho mình một đam mê riêng để khẳng định mình tàn nhưng không phế. Một lần chị xem TV thì thấy chị Thương ở trên TV trong chương trình Cuộc Sống Thường Ngày. Thế là chị biết đến trung tâm Thương Thương. Sau đấy chị vào mạng tìm hiểu và chị xin bố xuống đây làm. Tuy lúc đầu chị gặp nhiều khó khăn nhưng được sự chỉ bảo tận tình của chị Thương, một người có cùng hoàn cảnh với chị Xím đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Cảm nhận về chị về Xím thì rất là đặc biệt. Em ý có một nghị lực, nói chung là không phải ai cũng có được. Dù yếu như thế nhưng mà em vẫn xa nhà để làm việc như bao nhiêu người. Và em có một biệt tài nữa là dù không đi học nhưng mà em đã nói tiếng Trung rất là thành thạo. Mỗi lần có khách đến thì em là một phiên dịch rất là tốt cho chị. Học nghề và tự tay tạo ra nhiều sản phẩm thủ công đẹp mắt như hộp đựng trang sức, thiệp, ống đựng bút. Ước mơ sau này của chị là được làm việc ở đây lâu dài này. Sản phẩm của bọn chị làm ra được khách hàng ưa thích để cho bọn chị có công việc ổn định và có thu nhập để nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào người thân. Những lúc rảnh rỗi, chị còn tự học tiếng Trung để giao tiếp với khách Trung Quốc, Đài Loan ghé chơi. Không chỉ giao tiếp bằng tiếng Trung mà chị Xím còn có thể hát bằng tiếng Trung. Sau những giờ làm việc vất vả, chị Xím lại hát tặng mọi người một ca khúc bằng tiếng Trung để giúp mọi người quên đi sự vất vả. Là một người khuyết tật, nhưng chị Xím không chịu thua trước số phận không may mắn của mình. Không vì thế mà từ bỏ niềm tin vào cuộc sống. Ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ được tôn vinh trên thế giới. Trong ngày này, những người phụ nữ mong muốn điều gì? Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chắc hẳn tất cả các quý vị và các bạn cũng đã biết ngày 8 tháng 3 là ngày dành để tôn vinh những người phụ nữ Việt. Và chắc hẳn trong ngày này họ đều có những mong muốn riêng của mình, mong muốn nhận được những món quà, những lời chúc từ các đấng mày râu và từ những người họ yêu thương. Và để tìm hiểu mong muốn của họ là gì, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ của họ về ngày mà họ được tôn vinh. Ngày 8 tháng 3 thì em mong nhận được những lời chúc từ bạn bè, gia đình, người thân của mình. Tuy là những cái lời chúc nó rất là nhỏ nhoi, nó không to lớn như những món quà thì nhưng mà nó đem lại những điều ý nghĩa cho cuộc sống của em ạ. Những lời chúc thì cũng giúp phần nào cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Ngày 8 tháng 3 thì mình mong là người đàn ông của mình sẽ gửi những lời chúc rất là tốt đẹp đến mình. Không cần phải quà hay hoa gì, nghĩa là ngày hôm đấy mình có thể được ở bên cạnh người mình yêu. Mong muốn ngày 8 tháng 3 của em là em sẽ được về nhà với mẹ. Vì ở nhà mẹ em thì có mẹ em và em nên là em mong muốn được về dùng bữa cơm cùng mẹ và em trai ạ. Trong ngày 8 tháng 3 thì em chỉ muốn được đi chơi cùng với người yêu thôi. Và được tặng những món quà nhỏ như là một bông hoa hồng chẳng hạn. Tháng 3 chị thì chỉ mong điều nhất từ người chồng của mình là được tặng hoa và đi chơi. Cô mong muốn nhất là được chồng mình quan tâm và con cái quan tâm. Ví dụ như những ngày 20 tháng 10 thế, cô thì thường thường mấy năm nay thì chú toàn đi tặng hoa. Vì cô hay đi văn nghệ ở thôn đấy, thì là chồng cô hay đi tặng hoa cô và con đang tặng hoa. Cho nên lúc ấy cô mừng lắm. Kể cả bình thường ra thì trong cuộc sống thì phải đi làm đi ăn đúng không? Nhưng mà những ngày đấy được chồng quan tâm, con quan tâm cô rất mừng. Đấy, cô chỉ có mấy lời trong ngày 8 tháng 3 thế thôi. Mong nói chung là phụ nữ Việt Nam ai cũng được chồng mình quan tâm thì rất tốt nhất. Trong ngày 8 tháng 3 thì mẹ là muốn là gia đình hòa thuận, các con các cái lấy chồng ngoan ngoãn hạnh phúc êm đềm là mẹ vui rồi. Nhân ngày 8 tháng 3 cô mong muốn chồng cô tặng cho cô một món quà trong ngày phụ nữ. Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người. Tuy rằng những mong muốn của những người phụ nữ này rất đơn giản và nhỏ nhoi nhưng lại chứa đựng những tình cảm và niềm vui của họ. Và cuối cùng, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin chúc các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ có một ngày 8 tháng 3 thật ý nghĩa và hạnh phúc. Ngày
ngày 8 tháng 3 sắp đến rồi, các bạn đã chuẩn bị món quà gì cho mẹ yêu nhân ngày này chưa? Và sẽ thật ý nghĩa nếu các bạn tự tay làm món quà đó. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Góc Chia Sẻ, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hộp quà hình trái tim cực kỳ đơn giản và ý nghĩa để dành tặng cho mẹ nhé. Xin chào các bạn, 8 tháng 3 sắp đến rồi và chắc hẳn là có không ít bạn đang phân vân trong việc lựa chọn quà dành tặng mẹ yêu của mình phải không ạ? Dạ vâng, và trong chuyên mục Góc Chia Sẻ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm những hộp quà thật là xinh xắn và đáng yêu như này để dành tặng mẹ nhân ngày quốc tế phụ nữ các bạn nhé. Vật liệu của chúng ta gồm có giấy màu, tờ bìa màu khổ A4, khuôn mẫu trái tim nắp và đáy hộp, keo, thước, bút và kéo. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ dùng khuôn mẫu hình trái tim như thế này và in lên tờ bìa khổ A4 như thế này các bạn nhé. Đáy hộp luôn luôn nhỏ hơn nắp hộp các bạn nhé. Cắt các mảnh giấy làm thân hộp và nắp hộp. Và các bạn chú ý là mảnh giấy làm thân của nắp hộp thì sẽ ngắn hơn nhé. Trước, phụ nữ chỉ được cho là những người chân yếu tay mềm, nhưng hiện nay có rất nhiều người phụ nữ giỏi, có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng điểm lại top 10 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới hiện nay. Trong thế kỷ vừa qua, phụ nữ đã thực sự đi một chặng đường dài.
để trở thành những nhà lãnh đạo lớn trong các lĩnh vực như kinh doanh, thời trang, chính quyền và mọi lĩnh vực khác trong xã hội. Sau đây là top 10 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay. Taylor Swift. Xếp thứ 10 chính là Taylor Swift. Taylor Swift đang là một ngôi sao nhạc pop. Vào năm 2015, khi Apple công bố sẽ không trả tiền bản quyền cho các nghệ sĩ trên dịch vụ phát nhạc trực tuyến mới trong 3 tháng dùng thử, Taylor Swift đe dọa sẽ gỡ nhạc của cô khỏi Apple, khiến cho Apple phải thay đổi ý định và trả tiền từ những tháng đầu tiên. Ở độ tuổi 25, tài sản ròng của cô được ước tính khoảng từ 200 đến 300 triệu đô la. Chúng ta đã quen với việc nhìn thấy cô nhận giải thưởng đứng đầu trong các bảng xếp hạng, bán hết vé nhiều buổi diễn và chìm đắm trong một vài mối tình lãng mạn mà sẽ tạo thêm những bản hit khác, kiếm thêm nhiều tiền hơn. And dabble in some inevitably doomed romance that will turn out yet another hit song, making her even more money. It's a cycle we don't understand, yet she's everywhere, and she's been everywhere for the better part of a decade. Number 9. Xếp thứ 9 là Angelina Jolie. Angelina Jolie là một nữ diễn viên, đạo diễn, nhà văn, chính khách. Từng nổi tiếng với mối quan hệ kỳ lạ cùng anh trai và cuộc hôn nhân ồn ào với Petey Bob Thornton. Thành công đột phá trong năm 2000 của Jolie chứng tỏ vai trò nghiêm túc và ý nghĩa hơn với Liên Hợp Quốc, Đàn Kinh tế Thế giới và Tổ chức Động vật Hoang dã. Jolie là người Mỹ nổi tiếng nhất về ủng hộ quyền con người, bảo tồn và viện trợ nhân đạo. Vì thế, tạp chí Forbes đã bình chọn cô là ngôi sao quyền lực nhất thế giới. So much so that Forbes magazine ranked her as the world's most powerful celebrity. Not bad for a woman who started out in Cyborg 2. Number 8. Xếp ở vị trí thứ 8 là Beyoncé Knowles. Beyoncé Knowles được biết đến là ca sĩ R&B nổi tiếng nhất thế giới. Cô đã có bước đột phá đầu tiên với nhóm nhạc Destiny's Child cuối những năm 90 bằng những bài hát nổi tiếng như Say My Name và Bootylicious. 5 năm sau, Beyoncé trở thành nữ ca sĩ thành công với album Dangerously in Love. Kể từ đó, cô đã bán được gần 120 triệu đĩa album và nhận gần 200 giải thưởng. Beyoncé chính là nữ hoàng nhạc pop của làng giải trí. In 2008, Beyoncé submitted her pop culture status when she married hip-hop's top mogul Jay-Z. If there ever was a queen of pop entertainment, Beyoncé is it. Thứ 7 là Ellen DeGeneres. Ngoài Fallon và Kimmel, người dẫn chương trình có ảnh hưởng nhất hiện nay, không nghi ngờ gì chính là Ellen DeGeneres. Tầm ảnh hưởng của Ellen nổi lên từ một thập kỷ trước, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp vào những năm 1990. Ellen công khai mình là người đồng tính nữ. Kể từ đó, Ellen trở thành người nổi tiếng dễ nhận thấy nhất ủng hộ quyền giới tính và chống nạn bắt nạt. Từ khi Oprah về hưu năm 2011, Ellen đã trở thành người thống lĩnh của các talk show ban ngày và là một trong những người dẫn chương trình truyền hình được các ca sĩ, diễn viên, các chính trị gia tin tưởng. Thứ 6 là Anna Wintour. Trong hơn 3 thập kỷ, Anna Wintour đã định hình nền thời trang toàn thế giới. Là con gái của tổng biên tập thời báo London, Wintour đã tiếp xúc với báo chí thời trang từ những năm 1960. Sau khi trụ vững ở Harper's Bazaar, Wintour được chỉ định thay đổi Vogue. Anna đã làm được điều đó và hơn thế, vực dậy một ấn phẩm đang khó khăn và biến nó cùng bản thân bà trở thành tiếng nói quyền lực nhất trong làng thời trang cao cấp. Quyền lực chuyên chế của bà được đưa vào cuốn sách và bộ phim cùng tên Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu. Dù không được yêu mến vì phong cách kiêu kỳ, tầm ảnh hưởng về văn hóa của Anna Wintour là không thể phủ nhận. Though she's often demonized for her haughty style, Wintour's cultural influence is undeniable. Thứ 5 là Michelle Obama, đệ nhất phu nhân đầu tiên trong top 10. Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton và Harvard, Michelle Obama đã làm việc trong hầu như tất cả các lĩnh vực ở Chicago, từ chính quyền thành phố đến nghiên cứu. Từ khi bước vào Nhà Trắng, bà đã giải quyết bệnh béo phì của trẻ em ở Mỹ với chiến dịch Let's Move, nhằm cải thiện bữa trưa của học sinh và tăng cường các hoạt động ở trường học. Bà cũng đã giúp mang lại cuộc sống cho những nữ sinh bị kỳ thị ở Nigeria và quyền cho những người đồng giới. It's not only what Michelle Obama spotlighted for that's made her influential, it's how she's done it
embracing social media to reach out to not just an American audience, but a global one. Number four, xếp thứ tư là Hillary Clinton. Hillary Clinton có thể đã mất nhiều sự ủng hộ sau sự cố email tai tiếng, nhưng điều đó không làm giảm sức nóng của bà khi là ứng cử viên cho cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2016 và suýt trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Khởi đầu là một đệ nhất phu nhân, Hillary Clinton nhanh chóng tách khỏi chồng bà, ông Bill Clinton, để trở thành một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ năm 2001. Ứng cử viên tổng thống vào năm 2007, ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến năm 2015. By the summer of 2015, Clinton amassed a campaign war chest of around $50 million in primary money, thanks to a huge pool of supporters, mostly from big corporations. Her adeptness to Washington's Byzantine politics have made her a major player in American government and the world. Xếp thứ ba là Marissa Mayer. Marissa Mayer được biết đến là nữ doanh nhân tài năng nhất trên thế giới. Mayer đã thành công tại Google khi tạo ra trang tìm kiếm đơn giản khéo léo và là một chương trình cố vấn nổi tiếng. Năm 2012, Yahoo đã thuê Mayer để giải quyết khó khăn của công ty trực tuyến này. Điều này giúp cô trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng nhất trong lĩnh vực công nghệ và xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí nổi tiếng như Forbes, Time và Vanity Fair, với tổng giá trị tài sản gần 400 triệu đô la. Mayer sẽ là một nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh trong nhiều năm tới. Rest assured, no matter how her tenure at Yahoo ends up, Mayer will be a critical force in the business world for years to come. Tiếp thứ hai chính là Oprah Winfrey. Trong hơn 30 năm, không thể phủ nhận rằng Oprah Winfrey là nữ hoàng của chương trình trò chuyện buổi sáng. Lên từ một ga tàu nhỏ ở Chicago, Oprah nổi lên là một trong những gương mặt nữ giới nổi bật nhất trên thế giới. Câu lạc bộ sách của bà đã giúp hàng ngàn tác giả ít được biết đến trở thành hiện tượng bán chạy nhất. Một số người còn cho rằng chính sự hỗ trợ của bà dành cho thượng nghị sĩ Barack Obama là một yếu tố rất quan trọng cho chiến thắng của ông trong đề cử của Đảng Dân Chủ cũng như trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Think about that. How powerful is that? Pretty good for a girl who hailed from nowhere, Mississippi. Và vị trí thứ nhất thuộc về Angela Merkel. Merkel là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Thủ tướng Đức, nhưng cuộc đời bà không thể xác định bằng một giai đoạn đơn giản. Suốt cuộc đời mình, bà Merkel đã được tặng 9 danh hiệu khác nhau, bao gồm huy chương của Tổng thống Israel và huân chương tự do của Hoa Kỳ. Trong năm 2012 và 2015, bà Merkel đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những người quyền lực nhất thế giới của Forbes, một thứ hạng mà chưa có người phụ nữ nào trong lịch sử đạt được. Với một danh sách những thành tựu kéo nước Đức ra khỏi sự suy thoái kinh tế và là một tiến sĩ hóa học, Merkel tiếp tục được giữ vị trí là một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Merkel continues to earn her spot as one of the world's most influential women. Do you agree with our list? Who do you think is the most powerful woman in the world? Let us know in the comment section below. Have an idea for a future top 10 video? Leave us a comment in any video or send us a video submission of your idea. Remember to follow us on Twitter, Facebook, and our website, top10archive.net, and share this video with all of your friends and family. Ngày Quốc tế Phụ nữ đang đến rất gần, đây cũng là dịp mà Phái Mạnh có cơ hội bày tỏ và dành tình yêu thương cho người phụ nữ của lòng mình. Chúng ta hãy cùng xem họ sẽ gửi những thông điệp như thế nào đến người thân yêu của mình nhân ngày này nhé. Thưa quý vị và các bạn, ngày dành cho một nửa thế giới thì đang đến gần rồi. Đây là dịp để tôn vinh cũng như tặng cho họ những món quà bất ngờ. Tuy nhiên thì ý kiến của những bạn nam trong ngày này như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tham khảo ý kiến của các bạn ấy thông qua cuộc phỏng vấn này. Theo mình ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Theo mình ngày 8 tháng 3 là ngày dành riêng cho các chị em phụ nữ. Theo mình ngày 8 tháng 3 là ngày của chị em phụ nữ. Theo mình ngày 8 tháng 3 là một ngày rất đặc biệt đối với tất cả các chị em phụ nữ.
Trong ngày 8 tháng 3 này thì mình muốn dành bó hoa rất là đẹp cho người yêu mình. Mình sẽ tặng cô ấy một bông bó hoa. Ngày này mình muốn gửi tặng bạn gái của mình một bài hát cũng như một món quà nhỏ nhỏ thật đầy ý nghĩa. Mình cũng làm một món quà nhỏ nhỏ hoặc là như kiểu một bó hoa chẳng hạn để mình gửi tặng cho người phụ nữ của mình. Trong ngày này thì mình chúc chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp và giành nhiều thành công hơn. Chúc chị em phụ nữ ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, có thật là nhiều quà từ phía các bạn trai. Mình chúc đến các chị em là một ngày 8 tháng 3 đầy vui vẻ và hạnh phúc và càng ngày càng xinh đẹp hơn. Mình muốn gửi lời chúc tới tất cả các chị em phụ nữ này trên đất nước mình cũng như là thật là sức khỏe và hạnh phúc bên người yêu của mình cũng là gia đình ạ. Đến nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì mình có vài lời gửi tới toàn thể chị em phụ nữ một sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống, ngày càng xinh đẹp hơn. Thằng đấy, kể đấy. Here we go. Nằm cách Hà Nội khoảng 30 km về hướng đông, Làng Nôm, ngôi làng cổ thuộc huyện Văn Lâm, Hưng Yên là một ngôi làng còn giữ lại nhiều nét đẹp thuần túy của làng quê Việt Nam. Và bây giờ, chương trình sẽ đưa quý vị và các bạn tới khám phá ngôi làng này. Đống nát thì về cấu nôm, con gái nở mồm về ở với cha. Tôi đang có mặt tại Làng Nôm, một ngôi làng còn lưu giữ lại rất nhiều nét đặc trưng của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào làng là mọi con đường làng đều được lát bằng gạch đỏ. Những bóng cây xanh mát, những nếp nhà in bóng xuống mặt nước tạo cho tôi một cảm giác thật yên bình nơi đây. Các công trình ở Làng Nôm đều là những công trình có niên đại hàng trăm năm. Cổng Làng Nôm bề thế sừng sững, với bốn trụ vuông được chạm khắc bằng những họa tiết tinh xảo. Dạo bước trên con đường được lát bằng gạch đỏ trong một không gian thoáng đãng, bên cạnh là những mái nhà cổ, cùng với hàng cây ngả bóng xuống mặt hồ rung rinh khiến cho những ai lần đầu tới đây đều có cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Giống như nhiều ngôi đình ở Bắc Bộ, đình Làng Nôm được đặt ngay tại đầu làng. Đình là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa cộng đồng ở làng. Trong không gian tĩnh lặng, họa tiết cổ làm hiện hữu lên dấu ấn của thời gian trên ngôi đình này. Tại đình, người Làng Nôm thờ Thánh Tam Giang, vị danh tướng dưới thời Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân xâm lược. Bước vào sâu trong làng, ta sẽ thấy cây cầu đá với niên đại gần 200 năm. Cây cầu với 9 nhịp đầu rồng vắt ngang mình qua dòng Nguyễn Đức uốn lượn kết nối người dân hai bên bờ. Bước qua cây cầu đá tồn tại nhiều năm lịch sử này, ta sẽ tới được chùa Nôm, ngôi chùa mang dáng vẻ bình dị mà linh thiêng. Chùa Nôm còn có tên gọi khác là Linh Thâm Cổ Tự, chùa thuộc thiền phái Lâm Tế. Đây là ngôi đại tự hoành tráng thuộc miền Kinh Bắc. Chùa nằm trong một quần thể di tích gồm cả đình Tam Giang, thờ vị tướng thời Hai Bà Trưng. Ngày nay, tại chùa Nôm vẫn còn lưu giữ lại hơn 100 pho tượng bằng đất sét. Trải qua bao nhiêu năm đột lội mà những pho tượng ấy vẫn còn sừng sững tại nơi đây. Những pho tượng,
Bát Bộ La Hán, Tự Đại Kim Cương, những vị tướng trong dân gian được tạc ở những trạng thái bệ vệ, oai hùng. Qua chuyến đi ngày hôm nay, tôi cảm thấy đây là một vùng quê rất yên bình và thoải mái. Còn các bạn thì sao? Các bạn đừng bỏ lỡ một cơ hội đến với một vùng quê yên bình và thoải mái như thế này nhé. Đến con gái, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những nét đáng yêu, dễ thương. Ngay sau đây, các bạn hãy cùng chúng tôi xem những nét đáng yêu và dễ thương ấy qua MV Môi Sinh được các bạn sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình lên ý tưởng và thực hiện. Cho vơi sầu nhé, nước mắt khẽ rơi trên phim đàn. Dần lòng không thể nói yêu. Khi xa cách mây hay thì giờ nỗi nhớ quá nhiều. Giờ mình vừa đến ô, tia nắng thắt lên ngày mới. Bước xuống phố cho vơi nỗi buồn. Nào cùng reo nhịp hát khúc hát yêu thương. Niềm vui ngày mới đang lấy nụ cười tươi. Nàng 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 nàng. Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Góc Hoạt Hình.
Hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sản phẩm tinh thần bổ ích và hấp dẫn. Sự quan tâm của quý vị và các bạn chính là động lực để những sinh viên chúng tôi tiếp tục theo đuổi đam mê và tạo ra những sản phẩm khác chất lượng ngày càng tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mai anh ấy đi công tác về mà sau giờ vẫn chưa thấy gọi điện cho mình để mình ra sân bay đón nhỉ? Phải gọi hỏi xe mới được. Mai mấy giờ anh về để em ra sân bay đón nhé? Chết rồi, anh mải làm việc quên không gọi cho em sớm. Việc của anh chưa xong, phải 2-3 ngày tới anh giải quyết xong việc mới về được. Xin lỗi em. Vâng, thôi anh cứ thu xếp công việc ổn thỏa xong đi đã. Thế nhé, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Anh sẽ cố gắng về sớm. Thôi anh phải đi đây, chào em. 2 ngày nữa tới ngày đó rồi mà chỉ có một mình chán quá. Em tưởng anh chưa về cơ mà. Anh đã cố gắng thu xếp công việc để về với em. Hôm nay là kỷ niệm kết hôn của hai đứa. Anh có quà này cho em. Anh là món quà của em rồi.